Tại làng nọ, có một thiếu nữ chưa chồng, nhưng đã mang thai. Cha mẹ ép hỏi cô, cha của đứa bé. Cô gái bất đắc dĩ nói là vị cao tăng trong chùa gần nhà, sau khi đứa trẻ sinh ra. Người nhà này ôm đứa trẻ đi tìm vị cao tăng. Cao tăng nói, đứa trẻ này à, rồi lặng lẽ tiếp nhận đứa bé. Sau đó, mỗi ngày cao tăng đều ôm đứa bé đến từng nhà sinh sữa. Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp vùng, khiến ai ai cũng bất bình, phẫn nộ. Người nào cũng nhìn vị cao tăng bằng ánh mắt khinh thường. Nhiều người khác dè biểu, nhục mạ và chửi bới. Kẻ thì thất vọng không nói lên lời. Không lâu sau, cô gái không thể chịu đựng được sự cắn rứt của lương tâm. Cuối cùng, cô thừa nhận cha của đứa bé là một người khác. Gia đình hổ thẹn đi tìm cao tăng, nhìn thấy ông rất tiều tụy, xanh xao, đôi mắt trũng xuống, còn đứa bé thì trắng mập. Trong lòng cô gái tràn đầy tội lỗi, còn vị cao tăng thờ ơ trả lời, là như thế à? Liền đem đứa bé trả lại cho cô gái. Người nhà thấy vậy liền hỏi, tại sao bị oan uổng, mất hết thanh danh như vậy mà ngài vẫn không giải thích? Cao tăng nói, người xuất gia xem công danh lợi lộc là vật ngoài thân, bị người hiểu lầm đối với ta không quan trọng. Ta có thể giải được sự đau khổ của cô gái, có thể cứu vớt một sinh mệnh, đó là một việc thiện.